Với cuộc sống ngày càng hiện đại và khá bận rộn như hiện nay, thì việc lựa chọn những thiết bị vệ sinh thông minh, an toàn với sức khỏe người sử dụng đang trở thành xu hướng khá phổ biến. Bên cạnh đó, tiêu chí chất lượng cao, giá cả hợp lý cũng là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của khách hàng. Như vậy, có thể thấy, người tiêu dùng thực sự là những khách hàng thông thái bởi luôn biết cân đối giữa chất lượng và giá cả sao cho tiết kiệm nhất. Và câu chuyện của vợ chồng anh Lộc chị Hằng dưới đây chính là một ví dụ. Cái anh này, sao bữa nay về sớm mà không báo mình nghỉ trơn vậy? Cảm giác được ngồi trong chính ngôi nhà của mình, thích dễ sợ luôn á. Tuy là đồ đạc chưa có đầy đủ, nhưng cũng là nhà của mình, từ từ mình phải sắm sửa hết. Sau bao nhiêu năm, hai vợ chồng cũng có căn nhà của riêng mình, không có phải ở cảnh thuê nữa. Em ơi! Dạ? Lấy cho anh cùng giấy đi em! Dạ, đợi em tí! Lẹ lên em ơi! Thiệt tình anh luôn á, mới có 30 tuổi đầu mà như ông già vậy á. Mỗi lần đi nhà vệ sinh không quên cái này cũng quên cái kia. Nhanh vậy. Đang nhận anh hả? Em nói dở. Ê, nè em, anh thấy trong phòng vệ sinh mình á, nó bề bộn dữ lắm. Em coi á, mình mua để mình tân trang lại á, sao mà cho nó tiện nghi đi. Với lại nhà bếp á, nhà vệ sinh á, là mình phải thường xuyên sử dụng. Cho nên mình phải mua sao tính toán cho nó kỹ lưỡng nha em. Em biết rồi. Nhưng không thấy bữa giờ hả, vừa đi làm nè, rồi vừa lo dọn nhà, rồi cũng phải mua đồ đạc nữa, làm gì có thời gian. Anh biết á, hôm nay vợ anh cực lắm, cho nên nó lúc nào anh cũng thương vợ hết á. Nó lúc nào vợ mệt á, anh đấm bóp cho vợ nè. Giờ khỏe chưa? Đây nữa hả? Đó, đây nữa hả? Thôi được rồi, em biết là anh thương em rồi. Anh, nhưng mà mình còn nhiều thứ phải lo lắm á nha. Sau này em còn có em bé nè nha, rồi phải tiền sanh em bé, rồi tiền sữa, rồi tiền nuôi em bé lớn nữa đó. Anh biết mà, cho nên á, anh cố gắng đi làm để mà anh kiếm tiền, để lo cho em nhà con á, có cuộc sống tiện nghi nhất nha, chịu không? Em biết rồi, anh, em nói nghe nè. Bây giờ em có chuyện gì quan trọng hỏi ý anh nha. Mà là chuyện gì mới được chứ. Bây giờ em đố anh, ở trong cái nhà của mình thiếu cái gì? Thiếu cái gì hả? Cái đó tuy không phải là lớn nhưng mà rất là cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Anh thấy là nhà mình á không có thiếu gì hết á, chỉ là thiếu tiền thôi. Tiền, anh lúc nào cũng tiền hết trơn á. Em đang nói thiết bị vệ sinh trong toilet kìa. Thiết bị vệ sinh hả? Nhưng mà anh thấy là đầy đủ rồi mà. Không, có rồi, nhưng em muốn đổi cái mới. Em tìm mấy bữa nay nha, trên thị trường có rất là nhiều mẫu mã luôn. Nhưng mà em chưa có chọn được. Tại vì em muốn tìm cái loại nào vừa tốt mà vừa an toàn nữa. Tại sau này em dùng, anh dùng rồi con mình cũng dùng mà. Em ơi, anh thấy cái đó là được rồi. Với lại thiết bị vệ sinh nào nó cũng giống nhau à. Nó chỉ khác nhãn hiệu thôi. Giống sao được giống? Em nói nghe nè. Cái gì? Em mới đọc báo nha. Em thấy có cái loại thiết bị vệ sinh mới, không cần phải dùng giấy, không cần dùng giò xịt luôn, chỉ cần ngồi đúng vị trí là được. Nghe chưa? Gạt anh à đúng không? Làm gì có chuyện đó. Thiệt. Ôi xạo quá, cái mặt nói xạo không vui vậy. Không, em nói thiệt. Thiệt hả? Anh là cần thiết nhất luôn á, tại anh hay quên giấy mà. Nhưng mà nếu mà nó có đúng như vậy á là
là tiện dụng lắm á em. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ em không biết là mua ở đâu với lại giá cả bao nhiêu hết trơn á. Nếu mà đúng như là em nói á thì có gì đâu mà khó. Anh chỉ cần nè lấy điện thoại ra, anh lên Google anh xài là có liền à. Vậy anh tìm liền ý. Ừ, để lên tìm. Anh ơi. Anh có chắc là ở đây bán thiết bị vệ sinh đó không? Anh chắc mà. Kìa, em nhìn bảng công ty đó, thấy không? À, em thấy rồi. Thôi mình vô nha. Ừ. Dạ, anh chị, dạ, mình cần giúp đỡ gì ạ? Dạ chị, cho em hỏi, phải ở đây bán thiết bị vệ sinh á, mà mình không cần dùng giấy, không cần cầm vòi xịt, mình chỉ cần ngồi đúng vị trí, mình nhấn nút là xong đúng không chị? Dạ, anh chị tìm đúng chỗ rồi ạ. Dạ. Dạ, vậy thì hay quá, chắc là chị tư vấn cho tụi em nhé nha. Dạ, thiết bị vệ sinh Hyundai Vides của công ty em thì có rất là nhiều dòng sản phẩm, bên đó có cả sản phẩm dùng điện tử và sản phẩm dùng hàng cơ. Cơ thì bên em dùng bằng áp lực nước, không sử dụng pin, không sử dụng điện cho nên nó rất là an toàn. Dạ, còn tính năng của nó thì rất là nhiều. Thì em có thể hướng dẫn cho mình biết một vài sản phẩm để mà mình có thể lựa chọn được không ạ? Dạ. À, dạ, đây đơn giản nhất là những dòng sản phẩm này bên em sẽ hướng dẫn cho chị. Ví dụ như là ở trong nhà của mình á, có bồn cầu sẵn rồi, có cả nắp mới. Thì mình chỉ cần mua một cái sản phẩm rời mình gắn thêm với cái nắp là được rồi. Sản phẩm Hyundai Vides bên em á, hiện tại thì theo công nghệ mới của Hàn Quốc thì nó rất là tiên tiến và hiện đại. Chỉ với một nút vặn linh hoạt mình có thể sử dụng dễ dàng cho cả gia đình mình. Bên cạnh đó mình có thể bảo vệ được môi trường, được an toàn và sạch sẽ hơn nữa. Đây là sản phẩm mà bên em tâm đắc nhất. Hiện tại thì bây giờ mình đang ở chế độ stop. Thì em sẽ mở cho anh chị xem về cái chế độ này là tự vệ sinh vòi luôn. Em mở qua bên này thì anh chị thấy đó, cái tia nó sẽ đưa lên như thế này. Dạ, thì ở đây mình có thể điều chỉnh được áp lực nước. Chế độ bên này thì nó dành cho đi vệ sinh cho cả gia đình mình luôn. Đó là dùng cho người lớn và trẻ em hoặc là những người trong gia đình mình, những người già, những người yếu trong gia đình mình. Nếu mà có những người nào mà khó khăn người đi lại thì họ cũng vẫn có thể sử dụng được nha anh chị nha. Dạ, đây là chế độ mình điều chỉnh áp lực nước, mình có thể là giảm đi hoặc là mình có thể tăng thêm theo mà đúng cái kia tiêu chuẩn của nhà mình sử dụng là được ạ. Dạ, thì trước khi về vị trí mà stop thì nó sẽ có thêm một chế độ nữa là rửa cái vòi một lần nữa. Dạ, chị ơi, chị cho em hỏi là ngoài cái tính năng là mình không cần dùng giấy vệ sinh hay là cầm vòi xịt thì mình còn có những cái tính năng nào nổi bật nữa không chị? Dạ, bên cạnh đó thì bên sản phẩm Hyundai Vides của công ty em thì còn có cả thêm tính năng là có một cái vòi dành riêng cho phụ nữ mình nữa. Ở đây quan trọng nhất là không sử dụng điện, dùng hàng cơ nhưng mà mình có thể sử dụng được cả cái chức năng của cả hàng điện tử nữa. Dạ, tại vì nó đây có nhiều dòng cả hàng cơ, mình dùng được cả nóng lạnh vậy hả chị? Hay quá em hả? À, mà hồi nãy chị nói là xuất xứ ở đâu em nghe chưa nghe rõ. Dạ, sản phẩm Hyundai Vides của công ty bên em là nhập trực tiếp tinh kiện phụ tùng từ Hàn Quốc về Việt Nam lắp ráp, có nhà máy sản xuất lắp ráp tại Việt Nam nhưng mà công nghệ 100% của Hàn Quốc. Chị ơi, chị cho em hỏi là nếu như tụi em mua sản phẩm này của mình về thì chế độ bảo hành là như thế nào vậy chị? Dạ, chị cứ yên tâm, tại sản phẩm Hyundai Vides của công ty em bảo hành cho khách hàng lên đến 3 năm lận và tuổi thọ của nó rất là dài, cho nên mình cứ an tâm sử dụng. Và trong quá trình mình sử dụng có vấn đề gì về kỹ thuật mà trục trặc á, chị cứ gọi điện cho bên em thì bên em sẽ cho người qua xử lý lỗi kỹ thuật nhanh chóng và mọi chi phí là bên em sẽ chịu hết ạ. Dạ vậy hả chị? Dạ chị, cho em hỏi là giá thành á chị có mắc không chị? Dạ, sản phẩm của bên em thì có rất nhiều dòng sản phẩm và nhiều giá khác nhau nhưng mà nó rất là bình ổn. Thì hiện tại em có thể giới thiệu cho mình một số sản phẩm từ 600.000 cho tới 1.800.000 đồng là mình có thể sử dụng được rồi và thời gian bảo hành đến 3 năm, anh chị cứ an tâm ạ. Em ơi, anh thấy sản phẩm này an toàn và tiện lợi quá, hay là mình mua một bộ cho ba mẹ mình luôn đi. Tại vì bây giờ ba mẹ bệnh, già yếu nữa, đi tới đi lui nó khó khăn lắm. Có một bộ sản phẩm này trong nhà, vợ chồng mình an tâm hơn. Nhưng mà ba mẹ mình ở dưới quê mà. Để em hỏi chị. Chị ơi, chị cho em hỏi là mình có những cửa hàng ở đâu vậy chị? Tại vì gia đình em dưới quê á, em cũng muốn mua cho ba mẹ của em nữa. Dạ, chị cứ yên tâm là sản phẩm Hyundai Vides của công ty em là được phân phối trên toàn quốc. Chị có thể gọi một cuộc điện thoại hoặc là mình vào website đặt hàng thì bên em sẽ giao hàng miễn phí tận nơi ạ. Dạ, em cảm ơn chị. Thì em quyết định mua cho nhà mình, xong mua cho ba mẹ hai bên luôn. Vợ anh đặt nhất luôn á. Dạ chị à, bây giờ vợ chồng em quyết định rồi, sẽ đặt trước một bộ, rồi sau đó là tụi em sẽ mua hai bộ nữa để cho ba mẹ hai bên của tụi em. Dạ vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn anh chị. Từ anh đi có chút xíu mà đói rồi hả? Có đói nhưng mà anh thích cái gì mà của vợ anh nấu nè, hoặc là của vợ anh gọn nè. Sao không quá, ông này riết dẻo miệng dễ sợ. Anh thấy làm sao, mình mua được cái thiết bị vệ sinh đó anh vui không? Thì
vui sao không vui? Mà không biết á là công lớn nhất thuộc về ai ta? Công lớn nhất hả? Thì về em chứ ai nữa? Dĩ nhiên rồi. Mà chồng yêu của em cũng có công. Công của anh là lên mạng search đã được địa chỉ bán hàng nè, đúng không? Nhưng mà công của vợ anh là lớn nhất. Chồng lớn nhất? Của vợ. Của chồng. Ê, để ra mở cửa nha. Dạ. Chào anh. Em là nhân viên của bên công ty Hyundai David đến lắp đặt thiết bị vệ sinh cho nhà mình ạ. Nhanh gì hả? Dạ, chào anh. Đúng là công ty anh nhiệt tình và chu đáo quá. Anh cho em hỏi là mình lắp đặt cái đó có mất nhiều thời gian không anh? Dạ, cũng không lâu đâu chị. Nhà vệ sinh ở đó, cho em vào lắp luôn ạ. Dạ, mời anh vào trong. Gì hả? Dạ. Mời anh chị vào đây em hướng dẫn cách sử dụng ạ. Dạ. Dạ, đây bidet bên mình có bốn chức năng. Trước tiên là mình vệ sinh vòi. Ở đây mình điều chỉnh mực nước lớn nhỏ được. Dạ. Áp lực nước lớn nhỏ. Mình vệ sinh cho phụ nữ. Rồi mình trở lại vị trí stop. Nó dặn về bên phải á thì mình cũng vệ sinh vòi. Điều chỉnh áp lực nước và vệ sinh cho nam là sử dụng nguyên gia đình mình. Ồ, tiện lợi quá em. Dạ, thiệt là tiện lợi á. Vì là em dùng cũng được, anh dùng cũng được. Và sau này con mình dùng cũng an toàn nữa. Cái gì á, nhờ công của em phát hiện ra một thiết bị á, vừa hiện đại mà vừa tiện dụng nữa. Tại cái tính hay quên của anh á, nên em phải mua thiết bị này nè. Dạ, em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, cảm ơn anh chị. Nếu anh chị có cần hỗ trợ gì sẽ anh chị cứ điện thoại đến công ty bên em. Cảm ơn anh. Nếu mà trong quá trình trục trặc gì thì em sẽ điện thoại lại công ty.